Với 41 năm xây dựng và phát triển, Viglacera trở thành tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị đã giúp Viglacera chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường kinh doanh bất động sản Việt Nam. Viglacera hiện có 40 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực chính, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. Thương hiệu Viglacera trong nhiều năm qua luôn được khẳng định có chỗ đứng vững chắc không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sản phẩm vật liệu xây dựng của tổng công ty năm 2014 đóng góp trên 32 triệu đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành xây dựng. Viglacera là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam, cả về năng lực sản xuất, mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng, chúng tôi tự tin trong vai trò nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu và duy nhất có khả năng cung ứng giải pháp đồng bộ cho xây dựng các công trình. Vật liệu xây dựng từ móng đến mái, vật liệu nội ngoại thất trang trí từ trong ra ngoài, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Viglacera có 3 nhà máy kính với tổng công suất trên 1.000 tấn một ngày, tương đương 64 triệu mét vuông kính tiêu chuẩn một năm, chiếm tới 40% tổng công suất thiết kế toàn ngành. Công ty kính nổi Viglacera VIFG đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất công nghệ mới, công suất 420 tấn một ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu EN5722-2004, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phôi cho kính tiết kiệm năng lượng LOE, gương cao cấp các loại và kính mỏng sử dụng cho công nghiệp chế tạo pin mặt trời. Công nghệ mới còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, giúp hạ giá thành, đồng thời giảm lượng khí thải ra môi trường. Năm 2015, Viglacera tiếp tục là doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ công nhận là dự án công nghệ cao. Trong nhiều năm qua, thương hiệu Viglacera được khách hàng biết đến nhiều nhất qua các sản phẩm sứ vệ sinh chất lượng cao, mẫu mã hiện đại. Tổng công suất của Viglacera tại 3 nhà máy sứ vệ sinh lên tới 1,3 triệu bộ sản phẩm một năm, doanh thu hàng năm đạt 600 tỷ đồng. Sản phẩm sứ vệ sinh Viglacera có độ bền cơ học đạt tiêu chuẩn châu Âu với độ cứng xương, độ bền uốn nén cực cao, độ hút nước gần bằng không, được ứng dụng công nghệ phủ men nano nung với các tính năng ưu việt, tự làm sạch, diệt khuẩn, chống bám dính, tăng độ sáng bóng và thân thiện với môi trường. Cùng với sứ vệ sinh là các sản phẩm sen vòi đồng bộ, thiết kế sang trọng, tinh tế, từng đường nét mang phong cách Italia, trang nhã thanh lịch, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Italia. Công suất hiện tại của nhà máy là 500.000 bộ một năm. Sản phẩm sen vòi Viglacera tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ các ưu điểm vượt trội của sản phẩm như được đúc từ đồng nhập khẩu nguyên chất 100%, độ bền sử dụng trên 10 năm. Đón đầu xu thế tiêu dùng hiện đại, Viglacera liên tục đầu tư công nghệ tại các nhà máy sản xuất gạch ốp lát, sản xuất các dòng sản phẩm gạch granite và ceramic mới, có nhiều ưu điểm vượt trội về độ hút nước, độ cứng, độ mài mòn, độ bóng cao, hoa văn và màu sắc gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, tổng công suất gạch ốp lát, ceramic và granite của Viglacera đạt khoảng 20 triệu mét vuông một năm, trong đó gạch ceramic đạt 14 triệu mét vuông một năm, tương đương 6% năng lực sản xuất ngành. Gạch granite đạt 6 triệu mét vuông một năm, tương đương 11% năng lực sản xuất ngành, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu trong Đông Nam Á và trong top 10 thế giới về sản lượng gạch ốp lát. Sự phát triển của Viglacera gắn liền với sự lớn mạnh và phát triển của ngành sản xuất gạch ngói, đất sét nung trong nước. Viglacera đã đầu tư thành công tại Viglacera Hạ Long, dây chuyền sản xuất gạch Cotto, theo công nghệ sấy nung nhanh trên lò thanh lăn tiên tiến bậc nhất thế giới của hãng Sacmi Italia. Dòng sản phẩm gạch ốp lát ưu việt này có những tính năng vượt trội như chịu lực mài mòn cao,
chống chọi được rêu mốc, có vẻ đẹp và sắc màu tự nhiên của đất sét và kích thước khổ lớn. Từ nhiều năm nay, sản phẩm gạch Coto Viglacera Hạ Long được ưa chuộng không chỉ tại thị trường Việt Nam mà cả thị trường thế giới. Hưởng ứng tích cực chương trình phát triển gạch không nung thân thiện môi trường, dần thay thế sản phẩm đất sét nung truyền thống của Bộ Xây dựng, Viglacera đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch bê tông khí trưng áp, được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010. Ưu điểm của gạch bê tông khí Viglacera có tỉ trọng nhẹ, cách âm, cách nhiệt tốt, dễ thi công, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường, dựa trên năng lực sẵn có, với vai trò là nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, Viglacera đã nghiên cứu, sản xuất thành công và đưa ra thị trường các bộ sản phẩm vật liệu xây dựng đồng bộ, chất lượng cao, với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý. Bộ sản phẩm tiêu chuẩn dành cho nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp, bộ sản phẩm cao cấp dành cho biệt thự, chung cư cao cấp, khách sạn. Hệ thống showroom đồng bộ trưng bày và bán sản phẩm chuyên nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mạng lưới showroom bán hàng khắp 3 miền đã mang các sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao Viglacera đến với người tiêu dùng trên cả nước. Bên cạnh vai trò là nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, Viglacera còn được biết đến như một nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản có uy tín trên thị trường. Viglacera tự hào đã và đang đóng góp tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như quá trình đô thị hóa của đất nước bằng những khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, cùng những dự án khu đô thị, khu nhà ở và các dự án văn phòng, trung tâm thương mại có chất lượng cao, cảnh quan đẹp. Viglacera hiện đang sở hữu gần 3.000 hecta đất khu công nghiệp quy mô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Huế và đều nằm trên các quốc lộ huyết mạch của Việt Nam với đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, hạ tầng xã hội, hiện đại, tiện ích. Các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành đều tuân thủ theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000. Vì vậy, các khu công nghiệp này là địa chỉ được rất nhiều các nhà đầu tư lớn lựa chọn để xây dựng nhà máy và cơ sở sản xuất. Với vị trí chiến lược thuận lợi về giao thông, với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từ những dự án khu nhà ở có diện tích vài ngàn mét vuông tới những khu đô thị diện tích hàng chục hecta của Viglacera sẽ là sự lựa chọn thích hợp của rất nhiều khách hàng. Viglacera đã khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, lĩnh vực mà toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Với tôn chỉ nhà cho người có thu nhập thấp nhưng chất lượng cuộc sống không thấp, các dự án nhà ở xã hội của Viglacera được xây dựng với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích. Các căn hộ được thiết kế hợp lý, tối ưu. Tháng 7 năm 2014 là mốc son đánh dấu sự thay đổi quan trọng đối với Viglacera. Đó là việc chính thức chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần và đổi tên doanh nghiệp là Tổng công ty Viglacera Công ty Cổ phần. Đây cũng là thời điểm Viglacera tròn 40 năm xây dựng và phát triển. Viglacera đang hướng tới giảm vốn nhà nước và thu hút nguồn vốn từ các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời phấn đấu trở thành doanh nghiệp đa quốc gia. Kết quả kinh doanh của Viglacera trong năm 2014, năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đã đạt được những con số ấn tượng. Tổng tài sản trên 12.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2013. Tổng doanh thu trên 8.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013. Vốn điều lệ sau cổ phần hóa 2.645 tỷ đồng. Kế hoạch sẽ tăng lên 3.070 tỷ đồng trong năm 2015 và 2016. Cơ cấu vốn điều lệ, nhà nước 91,48%, người lao động 0,55%, nhà đầu tư khác 7,97%. Các đóng góp của Viglacera cho sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế đã được ghi nhận qua những huân chương và các giải thưởng. Đây là những cột mốc quan trọng trên con đường phát triển của Viglacera.
Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba, Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Thương hiệu Mạnh, Giải thưởng Nhà phát triển khu công nghiệp tốt nhất Việt Nam 2013 tại Giải thưởng Bất động sản quốc tế The International Property Awards khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Giải thưởng BCI Asia Awards 2010-2013 dành cho 10 nhà phát triển bất động sản năng động nhất Việt Nam, Giải vàng cam kết chất lượng và dịch vụ quốc tế. Những thành tựu đạt được là kết quả của việc thực hiện đúng đắn các chiến lược phát triển của Tổng công ty Viglacera. Viglacera luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển các loại sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao, thân thiện với môi trường, thực hiện định hướng đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu khoa học công nghệ. Viglacera đã đầu tư xây dựng Viện Nghiên cứu Phát triển với trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, thí nghiệm và kiểm định chất lượng sản phẩm. Đối với lĩnh vực đào tạo, Viglacera đã hợp tác với Hội đồng Kỹ năng nghề ProSkills Vương quốc Anh nhằm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đào tạo các học viên và nâng cao trình độ các cán bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, Viglacera tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lao động bằng nhiều hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài uy tín. Sức mạnh của Tổng công ty Viglacera được thể hiện ở đội ngũ gần 12.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm và cầu thị, luôn sẵn sàng mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trong suốt chặng đường phát triển, Viglacera luôn ý thức con người chính là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một ngôi nhà chung Viglacera, nơi người lao động được chăm lo tốt về đời sống, được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và được làm việc trong môi trường lao động năng động, sáng tạo. Năm 2015 trở thành năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Viglacera với mục tiêu chủ động hội nhập quốc tế về mọi mặt, từ sản xuất kinh doanh cho đến nghiên cứu và đào tạo. Khi các hợp tác quốc tế thành công, Viglacera sẽ có sự thay đổi vượt bậc về chất với đội ngũ tinh nhuệ chuyên môn sâu, làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ lớn trên thế giới. Với vị thế là đơn vị tiên phong trong sản xuất vật liệu xây dựng và là nhà đầu tư kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam, Viglacera nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là doanh nghiệp tiên phong cho các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng. Phát triển bền vững là nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Viglacera. Viglacera hiện đang triển khai chiến lược kinh doanh xanh, chủ trương đầu tư và phát triển sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, như kính Lowy, sứ vệ sinh nano nung kháng khuẩn, gạch bê tông khí trừng áp, gạch clinker. Bên cạnh đó, với trách nhiệm xã hội, với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi luôn cảm thông chia sẻ và giúp đỡ với những đối tượng chính sách, người nghèo, những người không may mắn trong xã hội. Đây là việc làm thường xuyên mà các thế hệ người Viglacera nối tiếp nhau thực hiện. Với những bước tiến vững chắc tiền phòng, Viglacera đã và đang từng bước chinh phục những đỉnh cao công nghệ, đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất. Khát khao của Viglacera là giữ vững vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản, phát triển nhanh chóng, bền vững để trở thành thương hiệu hàng đầu khu vực.